Tại sao tiền yên Nhật và nhân dân tệ Trung Quốc lại có ký hiệu giống nhau? Đúng lạ thật. Tại sao đồng tiền ở hai nước khác nhau lại có ký hiệu giống nhau nhở? Ký hiệu đồng yên Nhật là chữ Y dài có hai cái vạch gạch ngang trên thân. Và tiền nhân dân tệ của Trung Quốc thì cũng thế. Dù là mang hai tên rất là khác nhau. Khi mà dịch ra tiếng Việt là nhân dân tệ và đồng yên Nhật. Các bạn đã bao giờ thắc mắc điều này chưa? Và các bạn có biết câu trả lời của nó hay không? Có nhiều bạn đi học nhiều này, học rộng hiểu nhiều này, có thể cũng đã biết đến những kiến thức này rồi. Ví dụ bạn từng học ở Nhật hoặc là bạn từng học ở Trung Quốc. Nếu mà biết thì hãy gửi về cho pladio102@gmail.com nhé. Hoặc là inbox trực tiếp với fanpage Pladio của bọn mình. Còn thông tin mà YOY tìm được là như thế này, chia sẻ với các bạn nhé. Yên là đơn vị tiền tệ của Nhật Bản, tiếng Anh viết là Y dài EN, Yên. Nếu đô la được ký hiệu là S gạch dọc thì Yên được ký hiệu là Y và hai gạch ngang với mã là JPY. Nhân dân tệ là đơn vị tiền tệ của Trung Quốc, tên tiếng Anh của nó là Y dài UAN, Yuan, giống với Yên của Nhật và ký hiệu cũng giống nhau luôn. Một trong những giải thích hợp lý nhất là tiếng Nhật có sử dụng một bộ chữ gọi là Kanji, vốn là chữ Hán. Vì thế, viết chữ Yên trong tiếng Nhật với chữ Tệ trong tiếng Trung là giống hệt nhau. Hai đơn vị đồng tiền cũng được phiên âm gần giống nhau là Yuan và Yen, nên cùng một ký hiệu là Y dài hai gạch ngang trên chữ Y dài. Thế thì đồng tiền nước nào có trước nhỉ? Ngày 27 tháng 6 năm 1871, tiền Yên trở thành đơn vị tiền tệ của Nhật Bản. Tính đến nay, đơn vị tiền tệ Yên Nhật này đã tồn tại gần 150 năm. Hiện tại Yên gồm cả hình thức tiền kim loại có 6 loại và tiền giấy với 4 loại. Các loại tiền kim loại gồm đồng 1 yên, 5 yên, 10 yên, 50 yên, 100 yên và 500 yên. Các loại tiền giấy gồm 1.000 yên, 2.000 yên, 5.000 yên và 10.000 yên đều do Ngân hàng Nhật Bản phát hành. Tiền kim loại, tiền xu thì thường sử dụng trong những máy bán hàng tự động và giao thông công cộng. Cuộc sống hàng ngày ở Nhật là đi tàu điện ngầm và gọi điện thoại công cộng mà. Cũng chính vì thế, người Nhật thường dùng hai ví để đựng tiền. Một ví thì đựng tiền giấy và một cái để dùng tiền kim loại. Nhân dân tệ thì do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành. Năm 1948, một năm trước khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhân dân tệ đã được phát hành chính thức. Trải qua nhiều năm thay đổi thì tới nay cái loại tiền đang dùng ở Trung Quốc là tiền tệ bao gồm các loại 1 phân, 2 phân, 5 phân, 1 giác, 5 giác, 1 nguyên, 5 nguyên, 10 nguyên, 20 nguyên, 50 nguyên và 100 nguyên. Theo tiêu chuẩn ISO 4217, viết tắt chính thức của nhân dân tệ là CNY dài, tuy nhiên thường được ký hiệu là RMB, biểu tượng là Y gạch gạch và rất dễ nhầm lẫn với biểu tượng của đồng tiền Yên Nhật. Đó là những điều thú vị về hai đồng tiền này và hy vọng trong năm nay bạn sẽ có cơ hội đến với hai đất nước này để du lịch và được thử tiêu những đồng tiền này trên đất nước bản xứ của nó nhé. Xin chào tạm biệt, khép YOY ở đây và chúng ta sẽ gặp lại trong những tập YOY sau với những thông tin thú vị khác nữa.